Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay ngày 18 tháng 8, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Xung quanh vụ khởi kiện thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo của trường cao đẳng ASEAN, nhiều điểm chưa thống nhất trong kết luận của thanh tra Bộ đối với cơ sở đào tạo này. Các địa phương khẩn trương gia cố đê điều sau mưa bão. Tin quốc tế, Ai Cập quân đội khôi phục trật tự tại thủ đô Cairo. Cảnh sát Anh tiết lộ thêm thông tin về cái chết của công nương Diana. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 68 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2013, sáng nay 18 tháng 8 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề Tinh thần dân tộc trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Tại buổi tọa đàm, đông đảo học sinh, sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xanh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuyết trình về ý nghĩa lịch sử của sự kiện Cách mạng tháng 8 năm 1945. Thành công của Cách mạng tháng 8 thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả của Đảng ta, cũng như tính năng động, sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức của nhân dân ta. Đây chính là nguyên nhân quan trọng quyết định thắng lợi của Cách mạng nước ta ngay từ buổi vạn sự khởi đầu nan. Từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng 8, qua 27 năm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986, nước ta đã vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ phát triển hàng năm từ 5 đến 10%, gia nhập thành công tổ chức WTO, thúc đẩy khối ASEAN tiến lên. Quan trọng hơn, đó là việc giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhìn rõ bài học làm nên thắng lợi Cách mạng tháng 8 để thấy rằng trong giai đoạn kinh tế khó khăn kéo dài hiện nay, dưới sự lãnh đạo đổi mới kịp thời của Đảng, nhân dân ta đã tiếp tục phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo, đoàn kết để đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Buổi tọa đàm với chủ đề Tinh thần dân tộc trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 góp phần giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, không chỉ trong thời kỳ đấu tranh giải phóng, bảo vệ độc lập dân tộc, mà còn soi rọi trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan nghệ thuật Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sắp kết thúc. Các đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan lần này đều đầu tư chuyên sâu cho các tiết mục được biểu diễn nên chất lượng các tiết mục được nâng cao, có tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các tiết mục của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc hay những vũ điệu đặc sắc trên nền nhạc mang âm hưởng độc đáo của Myanmar do đoàn nghệ thuật Liên bang Myanmar thể hiện cùng nhiều tiết mục khác, thực sự minh chứng cho sự đa dạng văn hóa cũng như tình hữu nghị của các nước trong cộng đồng ASEAN. Với sự chuẩn bị dàn dựng công phu và một phong cách biểu diễn rất đặc biệt, các nghệ sĩ nhà hát ca nhạc dân gian Việt Bắc đã mang tới cho người hâm mộ âm nhạc truyền thống những cảm xúc mới lạ, khó quên, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Bắc. Chương trình tham gia lần này của nhà hát có tên gọi Việt Bắc, nơi hội tụ ngàn hoa. Những tinh hoa nghệ thuật dân gian dân tộc của vùng núi rừng phía Bắc được nhà hát sưu tầm, nghiên cứu, dàn dựng qua từng tiết mục nghệ thuật. Đến với liên hoan lần này thì nhà hát đã xây dựng các tiết mục mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, ví dụ như Tày, Nùng, Dao, Pa Dí, Lự, Thái và còn nhiều dân tộc khác nữa. Thì đến với liên hoan lần này thì chúng em là những nghệ sĩ diễn viên cũng mong muốn được mang những cái bản sắc văn hóa dân tộc riêng của mảnh đất quê hương mình đến với lại khán giả. Và bởi tiếng như Kabia Lut, Han Patua, điệu múa Andean và dàn nhạc dân tộc cổ điển Myanmar là một tổng hợp của các nhạc cụ gồm trống, cồng chiêng, trũng choẹ, trông, sáo và kèn. Những âm thanh đó tạo ra một thứ âm hưởng độc đáo mà chỉ Myanmar mới có. Đến Việt Nam lần này, đoàn nghệ thuật Myanmar tham gia với 30 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đã cống hiến cho khán giả Việt Nam một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đoàn của chúng tôi đến đây mang đến những tiết mục biểu diễn mang tính chất giao lưu xuyên quốc gia giữa Myanmar với các nước khác. Tiết mục của chúng tôi giới thiệu về văn hóa, con người, truyền thống Myanmar. Những màn múa truyền thống của chúng tôi gồm các chủ đề về các nhóm dân tộc thiểu số Myanmar,
với mục đích xúc tiến chương trình trao đổi văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết thống nhất vững chắc giữa các dân tộc, giữa các nước vì một tương lai tốt đẹp. Các tác phẩm tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình hữu nghị của các nước trong cộng đồng ASEAN, đặc biệt là tinh thần đoàn kết giữa Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Đây là dịp để các đoàn, nghệ sĩ, diễn viên các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật, thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa cộng đồng khối ASEAN trong lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, các cơn bão liên tiếp vừa qua đã làm nhiều tuyến đê của tỉnh Bắc Ninh bị sạt lở, thấm nước, gây mất an toàn. Chính vì thế, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương huy động nhân lực, vật lực, tu sửa để đảm bảo an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, do mưa lớn kéo dài trong các cơn bão liên tiếp vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 sự cố thẩm lậu nước, gây lún sụt thân đê và sạt trượt mái đê ở các khu vực đê sông Đuống ở huyện Tiên Du và đê sông Cầu ở huyện Yên Phong. Nghiêm trọng nhất là tuyến đê Hữu Cầu tại huyện Yên Phong đã bị sạt lở mái ở đoạn km 29+850 thuộc địa phận thôn Đông, xã Tam Giang. Vệt sạt trượt dài 180m, kéo dài từ chân đê lên đến 1/3 mái đê nối tiếp nhau. Nguyên nhân là do dưới chân đê có một kênh tiêu nước với khẩu độ 3,5m, sâu 2m, chạy dọc tuyến đê để tiêu nước cho khu dân cư thôn Đoài. Trước đây, đoạn đê này cũng đã xảy ra cùng trượt và đã được đắp tu bổ, mở rộng mái đê vào năm 2012. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà thầu thi công huy động tối đa công nhân và thiết bị máy móc, tích cực đắp đất, đóng cọc, che phủ bạt, không cho nước thấm xuống khung phạt, phát quang và bạt bớt mái. Chúng tôi đã thành lập ban chỉ huy chỉ đạo của huyện tại chỗ và sử dụng lực lượng máy ô tô, máy xúc, máy ủi đủ để đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công trong suốt 24/24 giờ. Và lực lượng thi công là túc trực tại đê, và đến thời điểm hiện nay thì theo nhận định và đánh giá của chúng tôi thì cái công tác tu bổ để khắc phục cái sự cố về cơ bản đã đạt yêu cầu, và trong vòng một thời gian một vài ngày tới thì chúng tôi sẽ tiến hành đắp đất để hoàn tất các cái mặt cắt đê đáp ứng yêu cầu chống lũ. Tại huyện Tiên Du, khu vực K24+945 đê Tản Đuống đã bị lún gãy bê tông mặt đê với chiều dài 55m, thấp hơn so với mặt đê cũ trung bình 10cm, chiều rộng khe nứt từ 5-7cm, sâu khoảng 30cm. Thân đê bão hòa nước làm lún tụt mái và sự cố vẫn tiếp tục phát triển với chiều dài khe nứt là 120cm. Còn tại khu vực K37+950 và K41+200 đê Hữu Đuống, huyện Gia Bình có nhiều điểm bị sạt lở chân mái trạch nối tiếp cùng sạt cũ. Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo chính quyền địa phương điều động máy cơ san ủi, đắp mở rộng chân đê, sử dụng 500 cọc tre, đóng kè cùng 3.000 chiếc bao tải với hơn 400 mét khối đất để gia cố chân đê và san lấp mặt bằng tại các điểm sạt lở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ngành chức năng thường xuyên theo dõi tại các điểm đê sung yếu, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật tư, phương tiện kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Đến nay là chúng tôi đã xử lý theo kế hoạch của tỉnh được 80%, đặc biệt là những cái khu vực có bãi cát ở lòng sông, bãi sông để hạn chế cái cản trở thoát lũ. Thì hầu như là các bãi cát đã được giải tỏa. Tuy nhiên nó sẽ còn có những vị trí nó lác đác, nó nhỏ, nó còn lại. Đến hết tháng 8 này là chúng tôi sẽ xử lý đợt 3, là cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch của tỉnh. Trong quá trình xử lý thì cũng có những cái vị trí là nó liên quan đến luật đất đai, tức là có những vị trí là được cấp bìa đỏ. Có những cái vị trí là công trình công cộng, có những vị trí là công trình tâm linh. Thế nên những cái này chúng tôi đang tiếp tục phân loại, rà soát và xin ý kiến của tỉnh là ta sẽ có một cái hướng xử lý nó phù hợp. Để chủ động đối phó với những cơn bão tiếp theo, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung xử lý vi phạm luật đê điều, hành lang công trình thủy lợi. Chính quyền địa phương kiên quyết tháo dỡ những công trình vi phạm đến hành lang an toàn các tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy sản lượng ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm trong tháng 7 sau 4 tháng tăng liên tiếp. Trong tháng 7, cả nước đã nhập về 2.661 chiếc ô tô các loại,
trị giá 52,9 triệu đô la, giảm 26% về lượng và 14% về giá trị so với tháng trước. Sau 4 tháng tăng liên tiếp, đây là lần đầu tiên số lượng ô tô nhập khẩu giảm. Sự sụt giảm của thị trường khá bất ngờ sau khi chính phủ cho phép giảm lệ phí trước bạ với ô tô dưới 10 chỗ nhằm kích cầu cho thị trường, sức mua của người dân sau đó cũng cải thiện. Sản lượng bán hàng toàn thị trường tính từ đầu năm cũng đạt 59.197 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó ô tô con tăng 25% và xe tải, xe thương mại tăng 13%. Tuy nhiên thời điểm này sức mua trên thị trường đã có sự sụt giảm nhẹ do bước vào tháng 7 âm lịch. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm ước đạt 4,79 tỷ đô la, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh nghiệp trong ngành cũng đã có đơn hàng để thực hiện đến hết quý 3 cũng như cuối năm nay. Tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng giày dép ước đạt 148,7 triệu đôi, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trên thị trường hiện đang xuất hiện xu hướng dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày một nhiều, trong đó có cả những khách hàng từ Nhật Bản. Mặc dù thị trường xuất khẩu vẫn rất khả quan, nhưng các doanh nghiệp chế biến điều đang gặp khó khăn do phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Thống kê cho thấy 7 tháng đầu năm, trong khi xuất khẩu điều cả nước ước đạt 759 triệu đô la, thì tổng giá trị nhập khẩu điều nguyên liệu đã ở mức 330 triệu đô la. Thống kê cũng cho thấy điều nguyên liệu nhập khẩu 7 tháng tăng tới 80% về khối lượng và 77% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012 và nhu cầu nhập khẩu điều nguyên liệu vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Dự báo của Hiệp hội Điều Việt Nam những tháng còn lại sẽ cần phải nhập 180.000 tấn, trong khi tổng lượng xuất khẩu cả năm chỉ khoảng 800.000 tấn. Lần đầu tiên, một cơ sở đào tạo, cụ thể là trường cao đẳng ASEAN, đã khởi kiện thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xung quanh kết luận thanh tra và quyết định xử phạt với trường. Đây là sự kiện khá hy hữu, thu hút sự quan tâm của ngành giáo dục trong những ngày gần đây. Trước đó, ngày 20 tháng 6, từ kết luận của thanh tra báo cáo về những vi phạm trong đào tạo tuyển sinh của trường cao đẳng ASEAN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra xử phạt hành chính và quyết định dừng tuyển sinh đối với đơn vị này. Trường cao đẳng ASEAN là trường ngoài công lập, được thành lập từ năm 2010, đăng ký và được cấp phép đào tạo 6 chuyên ngành: dược, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, điều dưỡng. Theo kết luận thanh tra số 442 ngày 17 tháng 6 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường có sai phạm thiếu số lượng giáo viên, vượt chỉ tiêu tuyển sinh, sai phạm về đào tạo liên thông. Tuy nhiên, trường cao đẳng ASEAN đã có những phản bác về cách tính toán này. Theo lãnh đạo nhà trường, Thanh tra Bộ đã áp dụng quy định giảng viên của trường công lập vào trường tư nên tính số giảng viên cơ hữu của trường không đúng. Bởi vậy, giảng viên được tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2012, trong khi sinh viên tính đến thời điểm tháng 5 năm 2013. Có sự chênh lệch về số lượng 1.147 sinh viên liên thông nhà trường tuyển sinh trong tháng 2 năm 2013. Thanh tra lại cộng cái số sinh viên tuyển sinh năm 2013, hệ liên thông vào năm 2012 để đưa cái số tổng lên lớn. Và việc thứ hai nữa là trường ASEAN có 132 giảng viên đã ký hợp đồng dài hạn và thậm chí là có đủ trong bảng lương, thì Bộ Giáo dục thì lại chỉ lấy cái số mà trả lương đến ngày 31 tháng 12 năm 12 để làm căn cứ, là như vậy là của chúng tôi 132 quy đổi thành 147. Nhưng Bộ chỉ lại lấy theo cái bảng lương của 31 tháng 12 năm 12 là 89, quy đổi thành 105. Theo Bảo Phương, trường cũng ký hợp đồng nguyên tắc với 160 giáo viên đồng ý làm giáo viên cơ hữu của trường để chuẩn bị cho năm 2013. Khi nào tuyển được sinh viên sẽ tương ứng có giảng viên. Tuy nhiên, số lượng giảng viên này không được thanh tra công nhận với lý do không theo đúng quy định của thông tư 57. Theo giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng ngoài công lập, đây là cách làm của các trường ngoài công lập trong hoàn cảnh phải tự chịu trách nhiệm về tài chính. Bước đầu khâu đầu tiên của người ta là người ta chỉ đến những hợp đồng có tính chất nguyên tắc thôi. Còn đến khi nào mà nếu người ta tuyển được sinh viên thì là người ta có thể mời người ta đến dạy. Tôi cho là đấy là cách làm của các trường ngoài công lập. Cho nên chính nhà nước cũng phải hiểu được cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ cứ bắt là tôi phải hợp đồng với anh kia để trả lương cho họ mới tính là giáo viên, thì là họ đã có học sinh đâu mà bảo người ta phải hợp đồng để người ta mà có giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán, sinh viên dược của trường chiếm 99,2%, các ngành còn lại tuyển được rất ít hoặc không tuyển sinh được.
nên áp mức quy định trường cao đẳng ASEAN thuộc nhóm trường y dược. Do đó chỉ được phép đào tạo 25 sinh viên trên một giảng viên, chứ không phải là 30 sinh viên trên một giảng viên như nhóm trường khác. Đây cũng là điểm mà trường cao đẳng ASEAN cho là không đúng. Thì tôi nghĩ rằng cái đó không đúng, bởi vì quy định văn bản là chúng tôi ở nhóm trường khác thì phải áp cho chúng tôi ở nhóm trường khác. Nếu trường 2 tuổi thì đương nhiên là không thể nói rằng là vào nếp được, thì có gì sai thì cần uốn nắn, thì trao đổi và hướng dẫn. Nhưng ngược lại thì hoàn toàn chỉ tìm những điều bất lợi để cuối cùng đưa ra một cái đề xuất ngừng tuyển sinh một cách vô lý, trong khi chúng tôi đủ giảng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định sẽ lắng nghe ý kiến của các cơ sở đào tạo. Trường cao đẳng ASEAN và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 2 buổi làm việc đối thoại vào cuối tuần qua, theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi đến được sự thống nhất. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận có nghề chăn nuôi cừu phát triển nhất trong cả nước. Từ nghề này, nhiều hộ nông dân trong tỉnh đã vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Một thực tế là nghề chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận vẫn chủ yếu theo hướng tự phát, ít đầu tư thức ăn và các khoáng chất nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Mới đây, tỉnh Ninh Thuận đã chuyển giao mô hình công nghệ sản xuất tảng liếm dùng cho chăn nuôi dê cừu, một mô hình mới vừa được doanh nghiệp nhân giống dê Black Bauer thử nghiệm thành công tại một số xã trong tỉnh. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, đến nay đàn dê cừu của tỉnh có gần 140.000 con, trong đó đàn cừu hơn 82.000 con và đàn dê khoảng 58.000 con. Đàn dê cừu phát triển nhanh, diện tích đồng cỏ chăn thả trên địa bàn tỉnh không theo kịp, đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc. Qua khảo sát, phần lớn trang trại chăn nuôi dê cừu chưa chú trọng đến việc bổ sung các chất khoáng cần thiết để tăng sức đề kháng, hạn chế dịch bệnh và tăng khả năng sinh sản của đàn gia súc. Chúng tôi nhận thấy là cái tỷ lệ sử dụng về tảng lá liếm trong chăn nuôi thì còn chưa nhiều. Nhất là các nông hộ chăn nuôi vừa và nhỏ thì sử dụng cũng còn chưa nhiều trong việc mà sử dụng cái tảng lá liếm trong chăn nuôi. Vì cái việc sử dụng này thì cũng phải đòi hỏi phải mang tính chất thường xuyên. Bởi vì trong chăn nuôi chúng ta hiện nay thì cái đồng bãi chăn thả chúng ta ngày càng hạn hẹp đi. Và nhất là trong giai đoạn vụ khô chúng ta thường thiếu thức ăn, cho nên là chăn nuôi dê cừu chúng ta thường là thiếu các cái khoáng chất cũng như là một số các cái chất dinh dưỡng. Chính vì vậy cũng làm ảnh hưởng đến cái khả năng về sinh trưởng, sinh sản trên đàn gia súc. Trước thực trạng trên, đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với doanh nghiệp nhân giống dê Black Bauer triển khai mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất tảng liếm dùng trong chăn nuôi dê cừu tại Ninh Thuận. Công nghệ này đã tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, bổ sung khoáng chất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi dê cừu ở địa phương. Sản xuất tảng khoáng liếm này với tiêu chí của dự án cạnh tranh nông nghiệp thì là làm thế nào mà đơn giản, dễ áp dụng và có thể thực hiện ở trong cái quy mô nhỏ, quy mô nông hộ nhỏ, và với tiêu chí tức là như vậy thì ai cũng có thể áp dụng được. Đồng thời cái việc sản xuất tảng khoáng liếm này thì hoàn toàn có thể khả thi đối với các cái hộ chăn nuôi mà cũng chưa có điều kiện để mua những cái sản phẩm mà tảng khoáng liếm nhập khẩu từ nước ngoài. Đây là hộ chăn nuôi của ông Hồ Năng ở thôn Trường Xanh, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Từ khi áp dụng công nghệ chế biến tảng liếm dùng trong chăn nuôi, ông Năng đã chủ động nguồn khoáng chất, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Với công suất sản xuất mỗi tháng 250kg khoáng liếm, ngoài sử dụng cho đàn dê của gia đình, cơ sở ông Năng còn cung cấp sản phẩm cho các hộ chăn nuôi dê cừu khác quanh vùng. Chương trình đã liếm này nó có kết quả cho bà con chăn nuôi dê rất nhiều. Thì là nó khỏi là, nó liếm vô thì nó khỏi là bệnh tật này, là chống đề kháng này, bệnh đau đồ để xanh để tốt. Trong thời gian tôi sử dụng đá liếm thì đàn dê tôi thì nó rất xanh sản, là rất khỏe, là nó đúng chất là cho con dê. Với tác dụng đã được kiểm chứng, công nghệ sản xuất tảng khoáng liếm của Viện Chăn nuôi, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ được áp dụng tại nhiều địa phương trong cả nước. Chúng tôi đánh giá rằng là người nông dân ấy đã tiếp thu được cái quy trình sản xuất tảng khoáng cho cái nông hộ, quy mô nông hộ, và đã sản xuất được cái tảng khoáng. Với cái chi phí là đã giảm đi được 40% so với cái sản phẩm cùng loại. Cụ thể là một cái tảng khoáng là của bà con tự sản xuất ra là giá khoảng 12.000 đồng một ký, trong khi mà ở thị trường thì giá từ 20 đến 25.000 đồng một ký. Như vậy nó đã tiết kiệm được một khoản đáng kể cho cái
các cái nông hộ, những hộ sản xuất chăn nuôi dê cừu. Kết quả từ mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất tảng khoáng liếm trong chăn nuôi dê cừu do doanh nghiệp nhân giống dê Bách Bauer triển khai tại Ninh Thuận là rất khả quan. Với mô hình này, nghề chăn nuôi dê cừu Ninh Thuận hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Vào lúc 12 giờ 10 phút ngày hôm nay, 18 tháng 8 năm 2013, một vụ lật xe container đã xảy ra tại km 89 200 cầu Đại Quay, quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 49C00650 kéo rơ móc 49R00004 vận chuyển bô xít chạy hướng Bảo Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chạy đến khu vực vòng cua, do không làm chủ tốc độ nên xe bị lật và trượt dài trên mặt đường hơn 50m, nằm ngang đầu cầu Đại Quay. Vụ tai nạn làm tài xế bị thương và gây ách tắc giao thông dài hơn 4km. Hàng trăm phương tiện giao thông bị đình trệ. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an giao thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an huyện Đạ Hoai đã tới hiện trường, phân luồng giao thông và điều xe cứu hộ đến giải phóng hiện trường. Sau gần 3 giờ, đường quốc lộ 20 mới được thông tuyến. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế, tiếp tục thông tin về tình hình tại Ai Cập. Thưa quý vị và các bạn, sau các vụ đụng độ đẫm máu, an ninh tại thủ đô Cairo của Ai Cập đang được lực lượng quân đội khôi phục nhằm tránh các vụ đụng độ tiếp theo và đảm bảo an toàn cho người dân. Trong tối ngày hôm qua 17 tháng 8, sau nhiều giờ vây hãm, thuyết phục và gây sức ép, lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập đã hoàn tất việc giải tán hàng chục thành viên tổ chức anh em Hồi giáo, cố thủ trong nhà thờ El Fatah ở quảng trường Ramsar, nơi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu một ngày trước đó giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Mohamed Morsi và lực lượng an ninh. Trong ngày hôm nay 18 tháng 8, an ninh xung quanh nhà thờ này đã được khôi phục và thắt chặt. Những gì mà tổ chức anh em Hồi giáo đang làm là không đúng, họ hủy hoại mọi thứ, họ thậm chí còn hủy hoại cả nhà thờ, nơi thuộc về Chúa. Tôi phản đối cách mà quân đội dùng để đàn áp người biểu tình, điều đó đã khiến quá nhiều người dân thiệt mạng. Thị trường chứng khoán Ai Cập đã quyết định mở cửa giao dịch trở lại trong ngày hôm nay, với thời gian giao dịch được rút ngắn xuống còn 3 tiếng. Cùng lúc, Ngân hàng Trung ương Ai Cập cũng quyết định khôi phục hoạt động của tất cả các ngân hàng trên toàn lãnh thổ, nhưng cũng chỉ giới hạn thời gian giao dịch trong 3 giờ. Cảnh sát Anh hôm qua 17 tháng 8 thông báo sẽ điều tra lại cái chết của công nương Diana trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris, đồng thời tiết lộ giả thuyết mới rằng bà có thể bị một quan chức quân sự cấp cao Anh ám sát. Hãng tin Sky News cho biết, giả thuyết mới về nguyên nhân cái chết của công nương Diana được tiết lộ sau khi các điều tra viên xem lại nhật ký của bà, đồng thời tham khảo tài liệu của lực lượng không quân tinh nhuệ của quân đội Anh. Trong khi đó, người phát ngôn Hoàng gia Anh cho biết sẽ không có bất kỳ bình luận nào của hai hoàng tử William và Harry, cũng như từ văn phòng Clarence House của Thái tử Charles về giả thuyết trên. Sở Cảnh sát Trung ương Anh cho biết họ đang kiểm tra mức độ tin cậy của nguồn tin mới nhận liên quan đến cái chết của công nương xứ Wales và bạn trai Dodi Fayed, người cùng tài xế Henry Paul đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi xảy ra trong một đường hầm ở Paris vào rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1997. Cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đã trở thành cuộc điều tra dài hơi nhất cũng như tốn kém nhất trong lịch sử nước Anh, với kết luận chính thức năm 2008 khẳng định rằng công nương Diana và bạn trai Fayed thiệt mạng do tài xế Paul lái xe quá cầu thả. Tiếp theo chương trình là các tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Hãng tin chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm nay 18 tháng 8 đưa tin chính trị gia bị thất sủng của nước này là ông Bạc Hy Lai sẽ ra hầu tòa từ ngày 22 tháng 8 tới. Tân Hoa Xã dẫn lời tòa án ở Tế Nam, phía đông Trung Quốc cho biết ông Bạc Hy Lai, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị cáo buộc nhận hối lộ, đút lót và lạm dụng chức quyền. Ông Bạc trước đó đã bị khai trừ khỏi đảng, cũng như bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị Trung Quốc khóa trước, bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội. Tháng 8 năm ngoái, vợ ông Bạc Hy Lai là bà Cốc Khai Lai cũng đã bị kết án tử hình treo do chủ mưu trong vụ đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood. Bộ Nội vụ Mexico hôm qua 17 tháng 8 thông báo, lực lượng cảnh sát nước này đã phối hợp với lực lượng vũ trang liên bang bắt giữ chủ ma túy Mario Ramirez Trevino, biệt hiệu X-20, tại huyện Rio Bravo ở miền bắc Tamaulipas, giáp danh với Mỹ. Trevino cầm đầu băng đảng ma túy Golfo từ tháng 9 năm 2012. Trước đó, Mỹ trao thưởng $5 triệu, trong khi Tổng viện Công tố Liên bang Mexico trao thưởng $2.5 triệu cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ phần tử này.
Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại khu vực miền núi ở tiểu bang Idaho của Mỹ đã khiến hàng nghìn gia đình tại thị trấn Hailey và các khu vực lân cận phải đi sơ tán. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Ước tính khoảng 1.600 lính cứu hỏa đã được huy động tới đây. Cháy rừng hoành hành tại Idaho trong nhiều ngày qua đã khiến hàng trăm ngàn hecta rừng ở đây bị thiêu rụi do nhiệt độ cao, hạn hán và gió mạnh. Các trận cháy rừng cũng khiến chính quyền bang phải nâng mức cảnh báo về tình trạng ô nhiễm. Thói quen ăn uống có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới sức khỏe của trẻ em. Tại Canada, một tổ chức với sự tham gia của các đầu bếp đã ra đời nhằm giúp các em tìm hiểu nguồn gốc của thực phẩm, cũng như cách chế biến để mang lại cho các em một chế độ ăn uống lành mạnh. Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia sức khỏe tại trường Đại học Alberta, Canada cho thấy trẻ em ngày nay có nhiều thói quen ăn uống không tốt cho sức khỏe. Tính riêng ở Canada, có tới 500.000 em bé bị mắc bệnh béo phì, gấp đôi so với năm 1980. Theo các nhà khoa học, việc giảm đồ ăn có nhiều chất béo và đường có thể giúp giảm tỷ lệ béo phì. Vì vậy, một tổ chức phi lợi nhuận đã ra đời với sự tham gia của hơn 100 đầu bếp tình nguyện. Những người này dạy cho các em nhỏ cách chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tính đến nay, tổ chức này đã hợp tác với hơn 60 trường học, thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh. Tại đây, các em được học cách trồng các loại rau như củ cải, đậu Hà Lan cùng nhiều loại rau xanh khác. Các em cũng được tham gia vào việc phụ giúp các đầu bếp nấu ăn và được khuyến khích thử các món ăn. Mỗi gia đình có một thói quen ăn uống cũng như sinh hoạt khác nhau, đôi khi thật khó để đưa ra những ý tưởng về cách ăn uống lành mạnh vì những thói quen đó. Tuy nhiên, các đầu bếp đã giúp chúng tôi đưa ra những ví dụ cụ thể sinh động cho các em. Chúng cháu được thảo luận về các loại vitamin, trồng các loại rau, rồi sau đó lại được chế biến các loại rau đó. Các đầu bếp hy vọng hiểu biết về thực phẩm và chọn lựa những thực phẩm tốt cho sức khỏe sẽ giúp các em hình thành những thói quen tốt. Từ trước tới nay, chúng ta vẫn biết rằng việc sử dụng giày cao gót trong thời gian dài sẽ có những tác động không tốt tới sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Anh có thể chẩn đoán chính xác và đưa ra cho bạn phương pháp điều trị các căn bệnh liên quan tới giày cao gót thông qua một máy quét 3D. Chiếc máy này hiện đang được sử dụng tại Bệnh viện Chỉnh hình Hoàng gia phía Bắc London. Công nghệ này cho phép các bác sĩ có thể ngay lập tức thấy được những ảnh hưởng mà đôi giày cao gót đang tác động vào đôi chân bệnh nhân của họ như thế nào. Do thiết bị cho phép hiển thị tất cả các áp lực mà toàn bộ trọng lượng cơ thể đang dồn lên mắt cá chân và xương nằm dưới các ngón chân. Ngón chân cái bị nhấc về phía trước ở một vị trí đặc biệt, còn ngón chân còn lại thì bị cụm vào. Chúng bị giữ nguyên tư thế như vậy khi bạn mang giày cao gót. Nó khiến bàn chân của bạn có thể bị biến dạng. Đối với phụ nữ trên khắp thế giới, việc sử dụng giày cao gót là khá phổ biến. Không một sàn diễn thời trang nào lại vắng bóng các đôi giày như thế này, bất chấp nó có thể gây ra các cơn đau về chân và mắt cá chân cho người sử dụng. Tôi đã phải chịu đựng những cơn đau tồi tệ nhất từ trước tới nay. Tôi đã phải sử dụng thuốc giảm đau để chống lại những cơn đau và cho chân tôi khỏi sưng lên. Tất cả là do hàng ngày tôi phải sử dụng giày cao gót quá nhiều. Tuy nhiên, công nghệ mới này được kỳ vọng sẽ giúp phái đẹp nâng cao nhận thức về những tác động tiêu cực mà đôi giày cao gót mang lại cho sức khỏe. Đồng thời, nó cũng có thể được sử dụng để giúp các nhà thiết kế giày cải tiến sản phẩm của mình, sản xuất những đôi giày vừa mang lại sự thoải mái, vừa có lợi cho sức khỏe của người sử dụng. Những thông tin trên đã kết thúc bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.